tục chương trình tiếp xúc cử tri thành phố Thủ Đức ngày 14 tháng 5 năm 2021. Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị bầu cử số 1 thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri ở 6 phường của thành phố này, gồm Tăng Nhân Phú A, Tăng Nhân Phú B, Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình, Tân Phú và Hiệp Phú. Để thành phố mới này phát triển tốt, cử tri quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực, trong đó vấn đề cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông tiếp tục được cử tri đặt ra. Việc hợp nhất 3 quận của thành phố Thủ Đức trên cái nền cũ tên gọi mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng rất nhiều khó khăn. Thì theo chúng tôi thì hiện nay đó là chúng ta những đồng chí, những ông bà, những quý mà đã trúng, nếu trúng cử vào cái đại biểu Quốc hội thì ta bám sát cái nghị quyết 4 số 1 của thường vụ Quốc hội, đặc thù của thành phố Thủ Đức. Chúng ta bám vào cái đặc thù của thành phố Thủ Đức để chúng ta giải quyết nhanh các cái vấn đề, các cái đề án mà theo như trong đề án thành lập thành phố Thủ Đức chúng ta đã trình bày. Mà trong đó hai vấn đề lớn mà đây chúng tôi thấy có cử tri đã phát biểu. Một là vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng. Thì cơ sở hạ tầng là có nhiều vấn đề, nhưng mà ở đây chúng tôi cũng nói là đường xá giao thông. Bởi vì muốn phát triển kinh tế thì cái vấn đề đường xá giao thông đi lại phải rất là thuận tiện. Những vị nào mà từng ở Thủ Đức thì ở vùng sâu, vùng xa thì các đồng chí đã nắm được rồi. Đường xá hiện nay thậm chí đi xe Honda còn bị té, đừng nói chi cho đến vấn đề đó, cho nên rất là khó. Thì mở mang được cái đường xá giao thông này là cái đầu tiên để chúng ta phát triển kinh tế. Đặc biệt với một điều kiện mà thành phố Thủ Đức đang có sự chuyển mình ở cửa ngõ Đông Bắc, tiến tới xây dựng một đô thị tương tác cao, đô thị thông minh, thì vấn đề cử tri đặt ra về hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật của xã hội tôi cho là hoàn toàn hợp lý. Do vậy là những ý kiến đặt ra tại hội nghị tiếp xúc hôm nay tôi hoàn toàn thống nhất và rất đánh giá rất cao. Với trách nhiệm là một đại biểu ứng cử, đồng thời cũng là trách nhiệm của một thường vụ thành ủy, chúng tôi tiếp thu tất cả và tôi sẽ chuyển tải những nội dung này và trực tiếp tôi sẽ kiến nghị với ủy ban thành phố và các sở ngành hữu quan, cũng như là thành ủy thành phố Đức phải sớm chọn lập những công trình cấp bách, những vấn đề thiết yếu để góp phần xây dựng cho thành phố Đức chúng ta có nhịp độ phát triển đáp ứng được cái nhu cầu mà thành phố đang mong muốn. Trong chương trình hành động của các ứng cử viên đưa ra là sẽ theo dõi đến cùng việc giám sát, giải quyết những kiến nghị bức xúc của bà con cử tri, thì cử tri cũng lưu ý rằng nếu ứng cử viên trúng cử mà làm được vấn đề này thì rất hoan nghênh. Cử tri cần những việc làm cụ thể đem lại lợi ích chính đáng. Cử tri quan tâm hơn về hành động, nói ít làm nhiều để lại dấu ấn của đại biểu trong nhiệm kỳ. Thay mặt 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 1 thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã tiếp thu tất cả các ý kiến đưa vào chương trình hành động. Ông Tuấn cũng cho biết, trong số 5 buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thủ Đức những ngày qua thì đây là buổi tiếp xúc có nhiều ý kiến nhất, với số ý kiến mà các ứng cử viên ghi nhận là 77, trong đó có 16 cử tri phát biểu tại hội trường.